Tiểu thuyết thất hiệp ngũ nghĩa Tác giả Phạm Văn Điểu Giọng đọc Trí thông minh nhân tạo Do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng Sau đây mời quý khán thính giả Cùng đón nghe chương 99 của tập truyện Có nhan đề Tiếp quan quyến Giai huệ gặp tiểu thư Sắp thích khách Phương thiều mất bảo kiếm Chờ đã Bạn biết tin gì chưa Khuyến mại lớn mùa Covid Chuyển đổi vô tư Không lo ký tự Bạn muốn chuyển văn bản sang giọng nói tự nhiên như người thật lồng tiếng cho tin bài nhanh chóng tạo giọng thuyết minh video thần tốc sáng tạo nội dung podcast sách nói theo cách khác biệt tặng miễn phí 50.000 ký tự khi đăng ký tài khoản trải nghiệm đầy đủ các giọng đọc nam nữ ba miền bắc trung nam tính từ dịch vụ chuyển văn bản sang giọng nói hàng đầu tết mát hãy để mỗi ngày làm việc đều trở nên thú vị và đạt năng suất cao cẩm tiên nghe ngại hổ hỏi bèn đáp có lẽ nào lại chẳng hỏi khi thiệu công được thư của kim thái thú bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt rồi đưa thư ấy cho coi ngoài bức thư ấy lại còn một gói đồ chủ tôi xem xong cầm đi riết về phòng đưa cho bà chủ giả của tôi coi thời là một cái khăn theo hoa phù dung một cái tụi kim ngư và một cây ngọc xoa chủ tôi thấy trong khăn có bốn câu kinh thi bèn hỏi chữ ai đề Thời bài chủ giả của tôi đáp là của bà viết. Ngài hổ hỏi, ủa? Vậy người đó là ai? Cẩm tiên nói, chẳng ai lạ, ấy là giai huệ liễu hoàng đó. Ngài hổ hỏi, sao giai huệ lại giả mạo tiểu thư như vậy? Cẩm tiên bèn thuật việc đổi y phục giả dạng chủ làm tớ, tớ thay chủ cho ngài hổ nghe. Ngài hổ lại hỏi, còn chủ mi nghe giai huệ nói, mình đề thơ trong khăn rồi nghĩ sao? Cẩm tiên nói, giai huệ chịu rằng, hai câu trước tiếp viết còn hai câu sau chàng đối chủ tôi nghe nói lấy lạ vì thật chủ tôi không có viết nên khi ổng nhìn kỹ bút tích hiểu là của tôi viết bèn kêu tôi ra hỏi thôi tam tào đối án còn chối gì nữa tôi phải chịu viết hai câu sau vì vậy chủ tôi rầy một trận đích đáng rồi tỏ đầu đuôi câu chuyện lại cho thiệu công nghe thiệu công đã không lấy làm lạ lại khen tôi là đứa có lương tâm thương tiếc tiểu thư bạc mệnh từ ngày ấy đến đây, giai huệ sầu não thương nhớ tiểu thư nên sinh bệnh. Chủ tôi cũng cảm động, nên sai tôi đi sắp các vật tế lễ. Nhân dịp ngày mai thiệu công tiếp kim thái thú, chủ tôi và giai huệ ngồi thuyền ra sông truy tế gọi là đáp chúc tình xưa. Ngài hổ nghe cảm tiên thuật hết câu chuyện thời than thở tiếc thương cho người hồng nhan bạc mệnh, chớ nào về tiệc mừng của Trương Lập được con tại Lục Ạp Na mà mình có dự lúc trước ấy, tức là lễ mừng của mẫu đơn tiểu thư được người cứu nạn đâu. Ngại Hổ và Cẩm Tiên ăn uống xong, trả tiền xuống lầu. Cẩm Tiên mời Ngại Hổ vào nhà cùng Thi Tuấn họp mặt. Ngại Hổ nhận lời chờ Cẩm Tiên đi mua đồ lễ vật xong, hai người bèn về nhà. Thi Tuấn tiếp đãi Ngại Hổ rất tử tế. Hôm sau Thi Tuấn nghe Thiệu Công đi tiếp Kim Thái Thú, bèn cùng gia huệ, kẻ ngựa người kiệu ra tới mé sông, đặt bày bàn lễ, thay đồ trắng, vái cúng, khóc lạy rất là bi thảm. Đường lúc cúng tế thoạt thấy xa xa có một đoàn thuyền quan đi tới trong thuyền đi đầu tức là chiếc thuyền giao quyến của quan có một ả liễu hoàng ló mặt ra cửa mùi dòm bên cạnh có một vị tiểu thư mé trong có một bà và một cậu công tử thuyền ấy lần lần đi tới mấy người đó đều nhìn lên bờ thấy thì tuấn đứng khoanh tay giai huệ đương gạt lệ vị tiểu thư nhìn một lát lâu bèn nói với cậu công tử rằng này em em xem vị phu nhân trên bờ đó giống hệt giai huệ Cậu công tử chưa kịp trả lời thời phu nhân nói Thế gian thiếu chi người diện mạo giống nhau Sao con lại chắc là giai huệ được Vị tiểu thư làm thinh Chẳng mấy lúc thuyền tới bến Ai nấy lên bờ ngồi kiệu thẳng vào công quán Kế thấy kim công vừa tới Đã có thiệu ban kiệt đem các ti lại ra ngân đón Hai bên chào hỏi Tỏ nổi hàng huyên Thiệu ban kiệt bèn đem rõ việc cẩm tiên Và giai huệ giả tay nguyệt lão Nhưng xe tơ vụng về Gây ra họa hại cho thi tuấn Mẫu đơn mà thuật lại Kim Huy ghe rõ đầu đuôi càng ăn năn lắm. Tiệt mãn, thiệu công từ giả ngồi kiệu về nha, lúc ấy thì Tuấn đã về trước rồi, tới thư phòng không thấy ngại hổ thời lấy làm lạ bèn đi vào nhà trong lại mất giai huệ. Đến chừng hỏi ra mới biết giai huệ nghe có mẫu đơn tiểu thư tới, nên đã đi ra công quán mà hầu rồi. Thì Tuấn thấy lòng giai huệ như vậy thì vui mừng lắm. Thiệu công trở về, thì Tuấn bèn vào thư phòng ra mắt. Thiệu công thấy thì Tuấn vào bèn cho ngồi rồi nói, bữa nay ta giáp mặt kim huynh tỏ bày các điều về việc hôn nhân của cháu kim huynh đã không lấy làm lạ lại dặn cháu nên theo qua tương dương sẽ tính việc hoàng nhân vậy cháu nên nghe theo là phải thì tuấn dạ dạ vâng lời rồi kêu vào thi phòng thời giai huệ cũng mới về đến thuật rõ câu chuyện mẫu đơn tiểu thư bị nạn được cứu cho chàng nghe thì tuấn lòng mừng song giả như người vô tình vậy kim huy thái thú ở lại công quán đàm đạo cùng trí hóa tới canh hai trí hóa liền cứu trở về phòng nai nịch hẳn hoi, đi vòng ra mé trước tuần phòng y như thường lệ. Trí hóa vừa tới mé cửa trước thoạt thấy có bóng người, bèn mọp xuống bò theo, bò tới phòng mé đông liền nhảy lên nóc, bò trở lại phòng mé bắc, thời thấy có người đương núp trên ấy, tay nắm cây côi, chân quỳ xuống ngói, dòm vào trong quán. Trí hóa thấy vậy bèn nghĩ thầm rằng, người này tới đây ắt phải việc chẳng lành, vậy ta nên rình xem nó làm gì. Đương nghĩ, Bỗng thấy có người hình vóc nhỏ, gọn gàng bò tới sau lưng người đương quỳ núp kia, lén thọ tay rút miếng gạch dưới chân bên tả, làm cho người kia trượt dài ra, ló cán gươm, bèn lén rút rồi bò đi chỗ khác. Trí hóa thấy vậy yên lòng lắm, chỉ ngồi đối diện mà rình thôi. Ai dè một lát người kia thọ tay rút gươm thời chỉ còn cái vỏ không, bèn nói nhỏ rằng, không xong rồi. Vừa dứt tiếng thời có một lưỡi dao chém tới, người núp kia nhào lăn xuống đất. Người bị chém đó là ai? Đó là trại phương sóc phương diêu. Còn người rút gươm đó là ai? Tức là tiểu hiệp ngại hổ vậy. Ngại hổ chém phương diêu rồi liền la lớn rằng, có thích khách. Bỗng có tiếng la tiếp rằng, đằng này cũng có thích khách. Ngại hổ nghe như vậy bèn nhảy qua đầu tường đi lần tới, vừa tới mé tay, bỗng thấy trước mặt nhoáng một cái, bèn dơ gươm lên đỡ. Người chém ấy khen rằng, giỏi. Tôi xin cứu, sau sẽ gặp nói dứt, liền nhảy xuống chạy đi. Ngại hổ cũng nhảy xuống rượt theo, tới cụm rừng dòm kiếm giáo giác, bỗng nghe tiếng hỏi rằng, có phải trò ngại hổ đó không? Ngại hổ liền trả lời rằng, phải, bẩm thầy có tên thích khách chạy vào đây không? Trí hóa chưa kịp trả lời, có người bước tới nói rằng, trí huynh, tôi là tên thích khách đây. Trí hóa nhìn lại thời là tiêu gia các trẩm trọng nguyên, nên không đỡ bắt, bèn hỏi rằng, bây giờ hiền đệ ở đâu? trọng nguyên nói đầu thân vào tương dương vương chờ thời vận à người nhỏ này là đồ đệ của trí huynh phải không thật đáng khen biết mấy nhảy tường cũng giỏi trộm gươm cũng hay đao chém thình lình mà đỡ được thật bực anh tài ít có trí hóa nghe trọng nguyên khen ngại hổ thời cả cười rồi nói như vậy thật cũng là may bởi tôi vụng tính một chút thoảng như hiền đệ các người mai phục tại đây chắc tệ đồ mang khổ trẫm trọng nguyên cả cười trí hóa lại hỏi trọng nguyên rằng sao hiền đệ lại đem thân vào đầu tương dương vương làm gì trọng nguyên nói nhân huynh hỏi như vậy thời chưa đúng là tây hiệp nghĩa Này nhân huynh biết tương dương vương mưu nghịch mà cứ đối diện giao phong e chưa trọn thắng nếu không có tiểu đệ ẩn núp ở trong thời ấy ai tỏ cho ở ngoài biết hoạt động của giang vương được trí hóa nói như lời hiền đệ nói như vậy thời hơn bọn tôi nhiều lắm trọng nguyên nói phần hơn kém mà làm gì đã chẳng lo quân yên dân được thời cũng nguyện lấy hai chữ, nghĩa hiệp, làm bổn phận là đủ. Trí hóa nói, như vậy càng hay, sau này phỏng có việc gì, xin hiền đệ hết lòng giúp sức. Trọng Nguyên nhận lời rồi cùng nhau chia tay từ giả, kể lại tương dương người về công quán. Trí hóa và ngại hổ trở lại công quán, đã thấy tuần canh giải Phương Diêu cho Kim Thái Thú thẩm vấn rồi. Phương Diêu là tay anh hùng rơm, nên khi ra tới nơi công pháp liền mất máu lạnh lòng khai không sót điều gì. Kim Thái Thú lấy khẩu cung của Phương Diêu xong sai điệu xuống ngục các người canh giữ. Trí Hóa đem ngại hổ vào ra mắt Kim Thái Thú, thuộc chuyện tiểu hiệp, bắt thích khách cho ngài nghe. Thái Thú cảm ơn lắm. Sáng ngày Kim Thái Thú vào nhà tạ lễ tiểu công, đem việc thích khách, lúc đêm thuật lại. Tiểu công sai tả hữu đem Phương Diêu hỏi lại một lượt, phù hợp với khẩu cung lắm, bèn lật đợt xuống trác cho huyện, gửi giam Phương Diêu vào ngục rồi ơi trí hóa và ngại hổ vào ra mắt thiệu công thiệu công cũng xin cho thi tuấn vào ra mắt kim thái thú kim thái thú trông thấy thi tuấn liền nhận những việc lỗi làm trước đều tại mình nóng giận mà ra thiệu công và kim thái thú lấy khách lễ mà đãi trí hóa và ngại hổ thi tuấn gặp mặt ngại hổ bèn hỏi hồi hôm hiền đệ đi đâu mà không nói ngại hổ nói vì đi dò la bọn thích khách nên chưa kịp cho hay kim công hỏi sao hai người lại quen biết nhau thì Tuấn bèn kể lại chuyện kết bạn lúc trước cho hai thái thú nghe, rồi hỏi ngại hổ rằng sao hiền đệ biết có thích khách mà phòng. Ngại hổ bèn thuật lại lúc rình mò vương phủ, nghe lén câu chuyện của hai người thích khách ước hẹn nhau. Ai nấy nghe nói đều khen. Thiệu công bèn sai người bày tiệc rượu, cùng nhau chuốc chén và chuyện trò. Khi uống rượu, Kim công bảo thì Tuấn theo mình qua tương dương tính cho sông Duyên trước. Thì Tuấn thưa rằng, vì xa nhà đã lâu, xin hoãn về thăm cha mẹ rồi trở ra định việc đốt hoa, này xin để giai huệ cùng đi theo tiểu thư, chẳng rõ ý đại nhân liệu nghĩ thế nào. Kim Công nói, lời phân ấy rất phải, ta đâu có lẽ chẳng nghe theo. Trí Hóa nói, công tử về quê chắc ít lâu cũng trở lại, nên để tiểu hiệp đi theo cho tiện. Thì Tuấn nói, đâu dám làm nhọc ngại hiền đệ. Ngại hổ nói, tôi muốn theo Minh Huynh về viếng sông thân thời còn nhọc gì. Thiệu công thấy vậy vui lòng bảo Đinh Hùng sắm sửa hành lý, dặn dò lúc đi đường phải cẩn thận. Rồi thi tuấn, ngại hổ từ giả hai quan thái thú và trí hóa mà lên đường nhắm huyện Trường Lạc đi tới. Câu chuyện nhân duyên của mẫu đơn thế là gần xong, chỉ còn đám cưới, rồi vợ chồng và nàng thiếp hòa thuận với nhau thế là kết thúc câu chuyện thất hiệp ngũ nghĩa. Còn nhiều vị anh hùng hào kiệt, hiệp khách và nữ tướng trong truyện này có tên mà chưa trổ tài. Chắc còn nhiều chuyện kể tiếp theo mới rõ được.